Và tiếp theo trong chuỗi bài tập thân trên straight arm drop pull down, thì đối với bài này mình sẽ cố gắng ghì chặt cái bả vai xuống và giãn được cái phần lưng bên hai bên sườn của mình ra nha mọi người. Mình sẽ sit up ở dây ở vị trí cao và kéo về phía hông. Khi kéo về thì mình sẽ co cái phần cơ ngay bên liên sườn của mình, co nó lại và đẩy hông về trước ha mọi người. Giãn ra và co lại. Ngoài ra thì đối với bài tập này mình cố gắng giữ lưng trên một đường thẳng, gồng chắc cơ trọng tâm ha, và hít vô thở ra theo nhịp của cái bài tập của mình ha.